Rồi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta sử dụng cái Office nhưng mà không cần cài đặt ha. Thì nó sử dụng trực tiếp ở trên trình duyệt. Rồi sau đây thì mình sẽ hướng dẫn ngay lập tức bây giờ nha. Ok, thì các bạn nhìn lên màn hình máy tính của mình nào. Mình sẽ thấy cái biểu tượng Google Chrome nào. Các bạn sẽ lít đít vô hai lần ha, liên tục hai lần. Sau đó các bạn sẽ vào Google, nó sẽ hiện lên bảng Google như thế này. Chúng ta sẽ tìm với từ khóa là Office. Office Online. Rồi các bạn bấm Office Online như mình đã gõ ở đây nha. Các bạn sẽ bấm Enter. Sau đó các bạn sẽ bấm vô cái trang đầu tiên. Free Microsoft 365 Online. Bạn bấm vô. Rồi sau đó anh chị hãy bấm vô sign up for free nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo một cái email mới. Anh chị hãy điền vô cái chỗ là new email á, cái tên email mà chúng ta mong muốn nha. Ví dụ tên anh chị và số điện thoại chẳng hạn, để tránh trùng lặp với các cái tài khoản khác đã tạo trước đó ha. Ok, rồi anh chị hãy nhập vào nha. Rồi cho sau đó anh chị hãy chọn Hotmail nha. Rồi anh chị sẽ bấm Next. Sau đó nó sẽ yêu cầu mình tạo một cái mật khẩu mới. Thì mình sẽ tạo một cái mật khẩu với cái sau đó mình sẽ tạo mật khẩu chữ cái in hoa đầu tiên và chữ cũng như là số và ký tự đặc biệt như là dấu chấm a cộng này kia đó, mình sẽ để vô ha. Chữ in hoa in thường, số và ký tự đặc biệt ha. Rồi sau đó anh chị hãy bấm Next. Rồi mình sẽ chọn mình sẽ bấm no thanks hoặc là bấm yes để nó lưu cái mật khẩu mình lại ha. Rồi anh chị hãy bấm vô cái chỗ Việt Nam, chỗ country and region đó, chỗ Việt Nam. Ở dưới thì hãy chọn ngày tháng năm sinh ha. Cứ chọn đại không cần đúng đâu, cứ chọn từ năm 2003 đâu về được. Rồi bấm Next. Sau đó yêu cầu mình xác nhận mình là không phải là robot nha, mình sẽ bấm Next. Rồi ở đây anh chị thấy hình bên trái nè, nó sẽ chỉ ngón tay hướng lên trên, hướng trên chịch vào bên trái xíu, thì mình sẽ điều chỉnh cái mũi khoan nè, cái hình bên phải nè, mình sẽ chỉnh theo cái hướng của cái bên tay bên trái ha. Đó, nó hướng lên trên rồi đó. Rồi mình sẽ bấm ok, bấm confirm là xong. Rồi sau đó mình bấm ok. Rồi mình sẽ bấm yes.
Rồi sau đó nó sẽ đưa mình tới trang chủ của Office Online ha. Rồi anh chị hãy để ý góc trên cùng bên trái nó sẽ có các cái ô ha. 6 ô vuông nhìn trên cùng bên trái sẽ có, mình sẽ bấm vô. Ví dụ mình sử dụng Word đi, mình sẽ bấm vô Word ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn một cái trang mới để mình sử dụng, hoặc là mình có thể tải lên cái file Word cũ mà mình đã tạo trước đó. Ở đây mình chưa sử dụng, mình chưa có file cũ thì mình có thể anh chị có thể tải lên ha. Rồi anh chị sẽ bấm một trang mới nè. Blank document là trang trống ha. Rồi ok, thì anh chị có thể gõ văn bản ngay bây giờ ha. Gõ văn bản và thực hiện các chức năng như là cái bản offline luôn ha. Rất là thuận tiện. Chỉ cần mình có internet thôi là mình có thể sử dụng được rồi. Rồi nếu mà anh chị có thể muốn sử dụng các cái khác như Excel hoặc là PowerPoint thì anh chị có thể chọn ở trên cái thanh này ha. Anh chị có thể lưu cái địa chỉ trình duyệt này lại để mình có thể sử dụng lâu dài. Rồi đây là cái file mà nó tự động lưu nè. Mình sẽ bấm vô ba chấm, mình sẽ bấm download là mình sẽ tải xuống cái file này ha. Đó, mình sẽ chọn đường dẫn giống như một download nè. Đó, mình bấm save. Rồi là nó sẽ tải về cho mình trên máy tính của mình ha. Nó rất là thuận tiện luôn ha. Ok, nếu mà chị thấy video hay phù hợp thì đừng quên cho em xin một like cũng như là một subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ kênh của em nha. Ok, xin cảm ơn.